bouncing off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my... Qua loa stereo. Tương tự như khá nhiều những chiếc Redmi Note 10 khác các bạn ạ. Đây là Redmi Note 10S. Một chiếc điện thoại mà mình cũng không hiểu Xiaomi mang về Việt Nam để làm cái gì. Thật sự nó là như vậy. Tại vì nó cứ kiểu sao sao ấy, nửa nửa chừng, nửa nửa vời kiểu gì ấy. Và nhờ có sự đóng góp của Redmi Note 10S này và Redmi Note 10 5G thì tại Việt Nam chúng ta đã có tới 4 chiếc Redmi Note 10. Cụ thể Redmi Note 10 thông thường này, Redmi Note 10 5G này, Redmi Note 10S này và Redmi Note 10 Pro. Đương nhiên Redmi Note 10 Pro là cái chiếc điện thoại mà nó ngon nhất, nó đáng để họ mua nhất, và nó cũng là cái điện thoại cho trải nghiệm tốt nhất trong series 4 cái Redmi Note 10 này. Nhưng mình lại còn càng không hiểu hơn nhiều lần nữa. Đấy là khi con Redmi Note 10S này nó chênh giá có bao nhiêu? Có 60.000. So sánh với con Redmi Note 10 Pro bản 6GB 128GB ở trong, và nó cũng chỉ chênh đâu đó có 400.000 so sánh với phiên bản 8GB 128GB ở trong của tôi. Đây sẽ là những cái cảm nhận của mình về con Redmi Note 10S này, và giải thích vì sao Xiaomi lại ra mắt cái điện thoại này, và liệu bạn có hợp với nó hay là không. Bắt đầu nhá. Đầu tiên thì mình tham khảo cái mức giá này tại Hoàng Mobile. Và mức giá tại Hoàng Mobile thì các bạn cũng hiểu là sẽ có những đợt hot sale, flash sale các thứ, thì chúng ta sẽ có mức giá rất là tốt. Và cái mức giá mình chia sẻ trong cái video ngày hôm nay là đang là cái mức giá được hot sale thì phải. Cụ thể đến ngày bao nhiêu thì các bạn cứ click thông qua đường link ở phía bên dưới. Chứ còn mức giá niêm yết của những cái điện thoại như thế này thì nói thật là mình cũng không nhớ. Và mình cũng không quan tâm. Tại vì là bao giờ chúng ta cũng sẽ có rất nhiều chương trình sale từ những đại lý thì chúng ta có mức giá tốt hơn. Thế quan tâm đến cái giá niêm yết để làm gì? Giá cuối cùng mới là thứ mà người dùng bỏ tiền ra mua mà, đúng không? Rồi, thế thì cái sự thay đổi của Redmi Note 10S này, mà không, bây giờ mình sẽ chỉ tập trung nói về con điện thoại này. Lát nữa mình sẽ mention đến con Redmi Note 10 Pro sau nhá. Cái điều đầu tiên thì các bạn sẽ có sự thay đổi và cái thứ khác biệt lớn nhất, đó là việc con máy này sử dụng chip đến từ MediaTek. Và cụ thể hơn thì nó là Helio G95. G95 thì nó là một cái dòng kiểu dạng dành cho gaming, với việc con GPU của nó là Mali G76 đã được nâng cái xung nhịp lên một chút xíu để giúp cái máy có thể xử lý những công việc liên quan đến đồ họa tốt hơn. Và nói cho dễ hiểu thì nó sẽ tập trung vào mảng chơi game tốt hơn. Và thực tế thì điểm số con này chấm đưa ra cũng khá ổn, vào khoảng tầm 327.000, và cái điểm GPU nó vào khoảng tầm 100.000, đấy, 99.000. Thì rõ ràng với cái điểm số như thế này, nó sẽ giúp các bạn có thể chơi game được ở mức cơ bản tốt. Nếu trong cái tầm giá này bao nhiêu, khoảng tầm gần 6 triệu, thì nó cũng là một cái điểm sáng về mặt hiệu năng gaming. Mình có thể lấy ví dụ như là những tựa game như Liên Quân Mobile mở FPS cao chơi rất ok. Còn ok tất cả những tựa game khác, ví dụ PUBG, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, rất nhiều tựa game khác nữa. Thì cái này phải nhờ các bạn đóng góp. Bạn nào mà đang sử dụng những cái máy chạy chip Helio G95 này, đóng góp chia sẻ kiến ở phía bên dưới giúp mình. Tại vì mình cũng chưa có đủ thời gian để mình test quá nhiều trên cái điện thoại này. Cái quan trọng ạ, là rất nhiều người vẫn còn hoài nghi về việc chip MediaTek thì nó tương thích game có tốt hay là không, và hiệu năng khi các bạn chơi game xong một khoảng thời gian dài thì nó có tốt hay là không. Và nên so sánh về cái trải nghiệm game giữa con Helio G95 này với cả con Snapdragon 732G đang được sử dụng trên con Redmi Note 10 Pro á, thì có thể nói con này sẽ cho trải nghiệm một vài tựa game tốt hơn. Nói nôm na là nói mọi người đấy. Ok, thế thì các bạn nghĩ sao? Rồi, quay sang đến cái thứ khác. Cái màn hình này chúng ta sẽ có tấm nền, đấy là Super AMOLED. Nó lại chỉ có tần số quét màn hình là 60Hz, và cái phần viền thì nó cũng khá là dày. Thực tế mà nói thì mình thấy cái màn hình này nó quá là bình thường. Viền bên dưới dày vãi cả đạn luôn. Đồng ý là với bao nhiêu tầm khoảng 6 triệu thì dày như này là chúng ta chấp nhận được. Nếu không nói là phải chấp nhận. Nhưng mà rõ ràng là cái thiết kế các cái phần viền còn lại nó quá dày thì nó cũng sẽ khiến cho mặt trước con này nhìn nó hơi bị phèn chua một tí. Nhưng mà bù lại một cái là chất lượng hiển thị ở cái màn hình này thì ok. Nhưng nó lại không có màn hình tần số quét cao. Redmi Note 10 Pro bao nhiêu? Chênh có 60.000 ở cái phiên bản 6GB. Đồng ý là 6GB nó vẫn thua 8GB, nhưng cái đó mình cũng sẽ nói xong. Mà nó có màn hình Super AMOLED 120Hz. Nó vừa đẹp, nó vừa mượt. Vuốt những cái trải nghiệm cơ bản nó lại còn sướng nữa. Thế nên con này làm sao bằng? Nhưng ở đây chúng ta lại có một cái vấn đề khác. Đấy là con Redmi Note 10 Pro, rất nhiều bạn chia sẻ đấy là 120Hz, mà con 732G nó gánh thì nó đuối quá. Nên có nhiều khi các bạn vuốt sẽ cảm thấy tự nhiên đang mượt, nó bị khựng khựng một tí. Đó, con này thì chậm đều, 60Hz đều đều.
thì lúc nào nhìn nó cũng cứ đều đều chậm chậm đều như nhau thôi, thế nên nó xử lý cái máy một cách mượt mà hơn, trơn tru hơn. Nhưng mà nói thật, mình vẫn thích cái độ mượt trên 120Hz hơn. Lâu lâu nó lắc nhẹ một tí thôi, còn hơn lúc nào nó cũng lắc kiểu kiểu đấy. Thế nên thôi, cái vụ màn hình này thì gạt qua tiếp. Hay nên cái camera này mới là cái mà mình cũng đau hết cái đầu à. Các bạn thấy không, cụm camera thì nhìn nó cũng hao hao giống với cả Redmi Note 10 Pro. Tuy nhiên thì nó làm không ấn tượng bằng. Nó lại không có cái dòng chữ 108 chấm ở đây. Bởi vì con này chỉ có camera chính là 64 chấm mà thôi. Chúng ta cũng có camera góc chiều rộng, chúng ta cũng có camera đo độ sâu trường ảnh và camera macro. Nhưng rõ ràng 64 chấm và 108 chấm thì đồng ý là Redmi Note 10 Pro vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề về việc xử lý cái file hình ảnh, cái lượng data thông tin từ cái cảm biến 108 chấm xuống. Nó mất rất nhiều thời gian để mà chụp, xử lý ảnh lâu hơn. Nhưng cái cuối cùng đưa ra đấy là chất lượng hình trên con Redmi Note 10 Pro là cực kỳ ấn tượng. Nếu không muốn nói trong tầm giá có bao nhiêu, có 7 triệu của nó, không, có 6 triệu của nó. Thì nó thuộc dạng là top 1 về cái vụ camera rồi các bạn. Nó rất đẹp về cái mặt trải nghiệm chụp hình luôn. Con này thì nó không thể nào bằng được cái điều đó. Thế thì các bạn nghĩ sao? Ok, con này thì nó có dung lượng pin là 5000 mAh, sạc nhanh thì vẫn là 33W, có loa stereo, có vân tay bên hông, rồi jack cắm tai nghe 3.5mm vẫn có. Nói chung là cũng chẳng thiếu một cái gì cả. Hay thậm chí camera selfie của con này cũng chỉ là 13 chấm, nó vẫn thua 16 chấm của con Redmi Note 10 Pro. Thế thì các bạn nghĩ sao? Có thể nói là nó hơn chút xíu so sánh với Redmi Note 10 Pro, nó chỉ là đến từ con CPU. Còn Helio G95 nằm tôi nó hơn một chút xíu so sánh với Snapdragon 732G về cái mặt trải nghiệm game, ở một vài tựa game nó được tối tốt. Còn lại thì mình không thấy có một lý do gì để mà con này nó xứng đáng để mua hơn cả. Đấy, trên có 60.000 của Redmi Note 10 Pro đồng ý là các bạn thua một chút về RAM. Nhưng mình nói thật, với những cái thiết bị tầm trung như này thì cho dù là 6GB hay là 8GB thì cái trải nghiệm mà nó mang lại về tốc độ, về đa nhiệm nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Còn nếu như các bạn muốn có 8GB 128GB thì các bạn cũng chỉ thêm có 400.000 mà thôi. Thì lúc này các bạn tính đi, 400.000 chúng ta có màn hình 120Hz, 400.000 chúng ta có camera ấn tượng hơn, hay là 400.000 chúng ta cũng có thiết kế tổng thể, nó cũng sướng hơn rất là nhiều. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Tóm lại, quyết định là bạn mà thôi. Mình sẽ chỉ chia sẻ về con Redmi Note 10S này như vậy. Mình nghĩ là quá đủ rồi, và các bạn cũng đã có quyết định của bản thân rồi. Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới. Và đừng quên, mức giá này là mình tham khảo tại Hoàng Mobile. Mình không rõ các bên khác như thế nào. Hoàng Mobile thì mức giá của những sản phẩm chính hãng như này lúc nào cũng cực kỳ là tốt luôn. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.